đầu tiên của cái chỗ đau khớp gối á, là bao giờ cũng vậy, chúng ta sẽ phải kiểm tra xem là có sưng nóng đỏ đau hay không. Tức là chúng ta sẽ bằng cách là gì, chúng ta đặt tay vào cái chỗ đau đầu gối á, cái đầu gối chỗ đau á, và chúng ta xem là nhiệt độ của nó có tăng hơn so với cái vùng xung quanh không. Mọi người hiểu không? Nếu mà nó nóng hơn so với những vùng xung quanh thì có nghĩa là lúc này nó đang có cái viêm. Thì khi đã có viêm thì chúng ta sẽ phải dùng lạnh để chúng ta ức chế viêm. Và chúng ta sẽ dùng cái cục đá mà mọi người đang cầm trên tay đây này. Đó, đây này, cái cục đá này này. Cục đá này chúng ta sẽ làm lạnh. Chúng ta sẽ làm lạnh ở trong ngăn đá tủ lạnh ấy. Và chúng ta sẽ đặt lên, mọi người đặt lên thẳng vào cái chỗ đau. Tất nhiên là nó phải rất là lạnh. Nếu mà được cái nhiệt độ mà âm 5 đến 6 độ, thậm chí là âm 15, 18 độ là tốt nhất. Khi trường lạnh này nghe nó có nhẹ hơn chút nào không ạ? Nghe dễ chịu hơn nhá. Nó sẽ dễ chịu hơn. Nếu chúng ta chỉ có trường lạnh thêm khoảng 5-10 phút nữa tiến hành tiếp. Những người khác thì ngồi chờ đợi một chút. Trước hết là vừa rồi chúng ta đã kiểm tra cái chỗ sưng nóng đỏ đau và chúng ta đã trường đá lạnh rồi. Và nghe nó đã nhẹ rồi. Tất nhiên ở đây cái đá nó không có đủ lạnh. Nhưng mà về nhà chúng ta biết cách rồi, chúng ta sẽ làm đá thật là lạnh và chúng ta làm trường như vậy. Mọi người ngồi thẳng lưng. Chúng ta ngồi thẳng lưng đi ạ. Là sát mông vào tường. Thẳng lưng sát mông vào tường. Rồi, cho trái banh vào queo rồi mình kéo chân lại một bên thôi, làm từng chân một. Rồi, đúng rồi, kéo chân sát vào chưa? Rồi, kéo sát nữa đi, kéo sát. Rồi, sau đó thì đổ cái đầu gối, ngửa cái đầu gối ra bên ngoài. Chính xác luôn, đúng rồi, chân thì sát nhưng mà đầu gối ra bên ngoài đó, chéo ra ngoài đó. Rồi bây giờ vỗ đi ạ, mọi người vỗ đầu gối, vỗ. Rồi chúng ta vỗ, đúng rồi. Chúng ta dùng ngón cái, chúng ta sẽ miết từ đâu? Miết để mở những cái tĩnh mạch, tức là mọi người biết từ cái hai bên này này và những cái tĩnh mạch lớn đây này, đó, từ dưới lên đầu gối. Rồi chúng ta làm như thế, chúng ta miết đi. Đúng rồi, miết. Rồi miết lên khoảng chừng 10 đến 20 cái. Sau khi miết từ phía trước này xong thì chúng ta sẽ miết chỗ cái khe ở chỗ hai bên này, mọi người nhìn không? Khe ở chỗ cái nếp, đúng rồi, cái chỗ khớp gối. Rồi chúng ta miết cả hai bên, miết cả đây và miết cả đây. Mỗi nơi chúng ta miết khoảng 20 cái, miết về phía đầu gối. Rồi, miết được khoảng 20 lần rồi, lúc này chúng ta sẽ dùng nguyên cả bàn tay. Chúng ta vuốt, chúng ta xoa về đầu gối như này. Mọi người dưng không? Nguyên cả cái bàn tay chúng ta xoa. Nguyên cả bàn tay, đúng rồi, chính xác. Mọi người làm rất là tốt. Mặc dù là đến đây có lần đầu tiên thôi. Lần đầu tiên chúng ta biết phương pháp nhưng mà chúng ta làm đều rất là tốt. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Chúng ta vuốt từ xung quanh về đầu gối, vuốt từ dưới lên. Vuốt đây này, đúng rồi, đã vuốt lên. Đó, thế đó, đúng rồi, đã vuốt đi. Rồi, sau khi vuốt xong, lúc này chúng ta sẽ cho bệnh nhân duỗi chân ra. Rồi, duỗi chân ra và chúng ta dùng hai bàn tay chúng ta vuốt từ cái ống đồng này này. Vuốt ống đồng, vuốt lên, vuốt đi qua đầu gối luôn. Đúng rồi, vuốt thế 20 lần. Rồi, vuốt 20 lần. Cái chế đau khớp gối này là hàng tuần, là chúng ta là cứ sáng thứ hai hàng tuần là 8 giờ sáng là ở 4/1/1 Hoàng Việt, ở phường 4 Tân Bình, là chúng ta có cái chương trình giúp cho cộng đồng. Do đó mà những ai mà bị đau mỏi khớp gối ấy, thì chúng ta có thể tới để được hỗ trợ chữa trị miễn phí. Ôi, nhìn cái kỹ thuật này. Rồi, chúng ta sẽ cho chị này đứng lên ngồi xuống. Tôi sẽ nắm tay chị này, chị ngồi xuống đi. Ngồi xuống, ngồi hàng không đất. Rồi, bây giờ đứng dậy. Rồi, đó, ngồi xuống. Rồi, đứng dậy. Rồi, bây giờ con nào chị đi. Rồi, mọi người nhìn cái cách nha. Sau đó em cho chị tự níu tay đứng lên. Thôi làm cho. Bây giờ thẳng lưng đứng dậy thôi. Rồi.
gối với lại đau chắc lưng không? Dạ, dạ. Ngồi được không? Ngồi không được rồi. Đau lưng gì? Đau lưng. Đầu gối thì đau này. À, lưng thần kinh tọa rồi. Hôm nay chữa khớp gối nha. Sao? Đứng lên ngồi xuống. Bây giờ thấy nó nhẹ hẳn đi á. Nhẹ hẳn đi mà bây giờ nhẹ nhẹ như thế nào? Nhẹ cứ là bớt được đi xuống nó đỡ đau không nè. Trước là chống rồi bây giờ cái tay không phải chống đầu gối nữa rồi nên đó. Bớt rất là nhiều rồi. Rất là mừng. Mừng quá à. Đấy là chị này lúc chị tới á là cái mặt chị nhăn thấy thương luôn á, mà tưởng là không có ở lại trụ lại được mấy phút á, mà bây giờ cái mặt chị tươi lắm rồi. Nào chị nói sao? Tôi cũng coi trên mạng, tôi một tháng cũng coi trên mạng, tôi mới tìm tới đây, tìm đây thì thấy làm cái lưng mới vô đây tôi ngồi tôi đau lắm, mà cô làm chút mà tôi cũng khỏe hết đó. Ừ, chút nó có mấy giây đi, đúng không? Mà bây giờ nghe ngồi được cả buổi ha. Rồi cho chàng pháo tay. Rồi, nghe nhẹ hơn không ạ? Nhẹ hơn. Dạ, dạ, nhẹ hơn. Đâu ngồi xuống thử xem. Đứng lên ngồi xuống cũng được, bây giờ coi như đứng lên ngồi xuống cũng được. Nghe thấy không? Ồ, sao vậy? Đấy là ngồi xuống đứng lên cũng được đó. Ừ. Người ta ngồi xuống đứng lên. À, giờ giờ ta đứng lên ngồi xuống được. Cảm ơn. Nhắc nữa. Mọi người cảm thấy là mừng lắm rồi. Có mấy tháng đây là đứng lên ngồi xuống cũng được. Giờ đứng lên ngồi xuống được là mừng lắm. Bây giờ mẹ leo cầu thang hay là thích nữa, nhẹ nhàng, sướng lắm, cải thiện được sinh hoạt. Đau lắm. Dạ. Nó bị tụ dịch ở chỗ này. À, bị dịch. Mà tôi bị bác sĩ tay ấy bị rút nhưng mà tôi không chịu rút, tôi làm thử này thôi. Bị ứ dịch. Ba tháng. Bị 3 tháng rồi. Ứ dịch đúng không? Mà chưa đi du hút dịch. Dịch nhưng mà dịch phía sau chứ không phải này, phía này. Dạ, dạ, dạ. Sao? Anh cứ đứng lên ngồi xuống xem sao. Rồi, nghe ngon lành, đứng lên ngồi xuống nữa đi. Rồi, ok, bây giờ anh thấy sao so với lúc trước? Đỡ hơn trước, nhưng mà khi mà ngồi xuống đến đây, nó gấp chỗ này thì nó đau. Dạ vâng, nhưng mà đỡ hơn chưa? Dạ. Đỡ hơn ha? Đứng lên thì nó... Nghe nhẹ hơn không? Nhẹ. Rồi, nhẹ hơn rồi. Ok, cảm ơn anh. Không ngồi được. Không ngồi được luôn. Tôi là Texas. Tôi bị đau chân lâu lắm. Ừ, đau lâu lắm rồi nhỉ? Bây giờ anh thử xem so với lúc trước sao rồi. Không sao. Nhưng mà còn nhưng mà về nó xuống là nhiều lắm rồi. Trước là cứ nhiều. Vậy thôi. À, trước là không được. Rồi. Rồi nhưng mà nó vẫn còn yếu. Đúng rồi. Không, muốn khỏe á mình sẽ học. Rồi mình sẽ học được kỹ thuật bơm máu chân, rồi mình làm mạnh gân cơ thì trong cái bài học là nó có kỹ thuật đó ạ. Mình còn phải cả làm mạnh gân cơ nữa, và lát nữa đây sẽ được hướng dẫn cái kỹ thuật toàn diện, trọn vẹn hơn nhá. Còn bây giờ là mình mới làm sơ sơ thôi mà, kỹ thuật có vài phút à. Rồi bây giờ anh làm lại một lần nữa xem sao. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Rồi, cảm xúc thế sao anh? Dạ, thế là tốt quá rồi. Chứ trước là gặp không có được, cứ xuống một nửa. Dạ. Tí là nó... Vâng, mà về làm chút xíu à, có mấy phút à, mà đơn giản ai cũng làm được. Em phỏng vấn chị là sao ạ? Chị là... Chị làm sao? Cái chân đó là cũng lâu lắm rồi, mà chữa bao nhiêu rồi, đi bác sĩ thì cứ rút nước ra rồi nó cũng vẫn vậy. Thôi mà ra, bao nhiêu phương pháp ai chỉ cũng lại hết, nhưng mà nó không có kết quả. Thì nhờ con đến mạng, trên mạng thấy là bữa nay tìm tới đây thì thấy rõ ràng là cái kết quả trước mắt mình có thể rất là vui vậy. Yên tâm đi. Cảm ơn, cảm ơn. Thứ nhất ấy, là chúng ta sẽ đầu tiên là bao giờ cũng phải nhớ là kiểm tra sưng nóng đỏ đau, không bao giờ được quên. Đầu tiên phải kiểm tra sưng nóng đỏ đau. Ví dụ như anh ấy,
là sau này là anh biết là cái dịch đó, nó nằm ở cái phía dưới thì mình sẽ chườm ở ngay phía dưới queo. Thế còn những người nào mà nóng ở trên đầu gối thì chúng ta sẽ chườm lạnh ở ngay trên đầu gối, không bao giờ quên. Chườm lạnh để cho gây tê và ức chế viêm, giúp chúng ta vận động cải thiện tốt hơn. Sau đó thì chúng ta sẽ làm động tác là lấy cái banh kẹp vào queo, người ngồi sát lưng vào tường, kéo mông sát vào tường và chúng ta sẽ kéo sát chân vào tường, đổ cái đầu gối ra phía ngoài một chút, rồi chúng ta sẽ vỗ, vỗ để đưa máu vào, rồi sau đó chúng ta sẽ miết, miết ở đâu? Miết chỗ cái tĩnh mạch ở phía hai bên đầu gối phía dưới ấy, và chúng ta miết đầu gối. Sau khi miết xong tĩnh mạch hai bên, chúng ta sẽ miết tĩnh mạch ở chỗ cái queo đi vào phía đầu gối, rồi chúng ta dùng hai bàn tay chúng ta vuốt vào phía đầu gối. Rồi sẽ duỗi chân ra, duỗi chân ra chúng ta vuốt từ ống đồng đi lên trên, đi qua đầu gối luôn. Tức là đóng mở như vậy. Đóng mở như vậy là từ 3 cho đến 5 lần, tùy từng thể trạng, tùy từng cái tình trạng đau.